dễ hay khi mình tặng quà nè mọi người, đây là hộp rỗi của bé Don nha. Bây giờ anh ăn thử với mọi người, rất là ngon luôn. Có hành vi là đậu phộng đang đói bụng luôn á má. Mấy má làm như linh tính biết con đói bụng hay gì á. Trời ơi, cái đói bụng ăn không phải đúng bài luôn rồi đó. Em ăn nha mọi người, mời mọi người uống ăn nha. Ở chết. Quá trời ơi trời. Em ăn rồi mà. Đợi em lên đó, đợi em lên đó, đợi thánh thánh của em lên nè. Có điện bà thánh lên không? Đợi bà lên đó. Gọi đâu cái Trang đâu? Hả? Gọi đâu? Hello bé Phương. Tình hình là đang làm gọi rồi đúng không? Trời ơi, hứa hoài luôn á trời. Kỳ ghê. Hôm bữa nhật có đợi quá trời đợi luôn á. Thiệt chứ bộ. Thiệt. Về còn nói cũng đi, nó chờ cũng đi chứ chết rồi, không biết mấy đoạn nó hiểu mình không hiểu nó giùm chết. Đợi quá trời đợi luôn á. Cái ngủ nguyên đám ngủ nguyên nhà. Chắc là nghỉ về mệt ngủ hay sao á. Về nằm thở lại luôn. Được không? Thấy không? Nằm không biết chai gái luôn, nằm ngủ cá lắm á. Không biết chai gái. Ờ nằm giống như cá lắm, nằm ngủ tới sáng luôn đó, vui vẻ luôn. Cái này nãy vừa hái 50 cây rồi nè. Để chờ biết bao. Rồi rồi, chăm đầy đủ nghe. Mang cái gì qua vậy? Em mặc gỏi qua tặng mấy nè. Mặc gỏi. Bây giờ bà đang bán rồi, đợi chút xíu rồi. Em game đút cho từng miếng cho bà ăn đi, bà cũng tay bà ăn luôn á. Chắc phải đút từng miếng cho Phương ăn, không có tay ăn kìa. Phương ăn đi Phương. Hello mọi người. Ôi chết rồi. Hôm nay sao nói trước đi đò nó. Chương trình là hôm nay là Thu Phương á bận quá không qua được đúng không? Hôm nay Don gọi qua tặng cho Phương ăn. Thì chúc Phương tặng lại cái gì kia. Dễ hay khi mình tặng quà nè mọi người, đây là hộp rỗi của bé Don nha. Bây giờ anh ăn thử với mọi người, rất là ngon luôn. Có hành vi là đậu phộng đang đói bụng luôn á má. Mấy má làm như linh tính biết con đói bụng hay gì á. Trời ơi, cái đói bụng ăn không phải đúng bài luôn rồi đó. Em ăn nha mọi người, mời mọi người luôn ăn nha. Ở chết. Quá trời trời. Thật lắm, thật nổi tan heo, thật mới chân á. Em ăn rồi mà. Ê, hai đứa em này kêu em nhiêu kìa. Biết rồi, biết rồi. Ngon lắm mọi người. Đây là gỏi gì, gỏi ngó sen hả bé? Gỏi ngó sen tôm thịt. Đây là gỏi ngó sen tôm thịt nha mọi người. Cho nên mọi người, những anh chị em, bạn bè nào thương mến bé Đo, những người thương Lưu Phương, thì mọi người hãy qua địa chỉ là 307 Đoàn Văn Bơ, phường 3, quận 4. 307 Đoàn Văn Bơ, phường 3, quận 4. Phường 13. Phường 13 nha mọi người. Xin lỗi mọi người, đây là gỏi của bé Don nha, đây là gỏi ngó sen, bán mấy loại luôn Don? Gỏi ngó sen tôm thịt, gỏi đu đủ tôm thịt với lại gỏi cuốn, bì cuốn. Trời ơi. Chà tắt. Sẽ một ngày gần nhất Phương sẽ qua bển nha. À, quán đó. Gỏi lúc nào cũng chờ đón Phương hết trơn á. Hứa ngoài thì nó hứa 4 lần rồi đó thiệt á. Ủa có chào đón em không? Ờ em đến rồi, không lẽ giờ chào đón nữa lúc nào cũng... Ngon chị. Ngon. Thuốc sắc. Fan của Phương luôn á, ở Kiên Giang, fan. Cảm ơn mọi người nha. Ngon quá rồi. Em coi danh list của chị quá trời luôn. Được học của Uyển không? Ai rồi, ai tay luôn, ai tay. Trời ơi, hết hồn. Miếng gì gọi vậy? Vậy là hay. Vậy là hay. Cái nó lâu lâu cái là lên đô thị. Chớ là nó ngon quá. Hôm nay luôn cái anh gọi bán luôn thiệt đó. Ngon hút rách luôn á. Má rồi ngon ngon nhiều quá bé cho 10.000 đồng xạo ơi
Trời ơi. Trời ơi. Hay quá, fan cứng luôn á. 10.000 lộn độn. Không phải có đầy đủ mọi cái chưa? Trong đây. Đúng không? Đúng không? Hay quá vậy trời. Ngon quá má ơi. Ăn cái nồi đi chị, rồi hãy làm chị. Ăn cái nồi đi rồi hãy làm. Ăn cái nồi đi hãy làm. Đợi bỏ khách nè. Ăn cái nồi đi. Để chiên đi, chiên thì chờ. Bán 100.000 lộn xộn đi. Hai đứa ăn nhiêu đi. 50 em rồi. Thôi con chết. 50 lộn xộn, 50 lộn xộn. Mấy giờ giờ? Trời ơi, nãy giờ đi kiếm chưa đâu giờ chịu rồi. Nãy giờ con đi đâu vậy hả? Chú tiền rồi phải không? Rồi cảm ơn con nha. Ủa chưa hả? Cảm ơn con. Chương trình là từ hồi bữa giờ luôn á, là mới qua đây nè. Từ lúc dọn thôi. 4 ăn ngon quá mọi người. Hai cây gì? Thôi, hai cây đậu bắp là 60. Đẹp luôn á. Thôi bởi vì những anh chị em bạn bè nào gần ở bên quận 4 thì mình đang ủng hộ bé Don nha. Một ngày gần nhất là Hu Phương rảnh là Hu Phương sẽ qua review cho bé Don thì phải nói là rất là ngon luôn. Tại vì bà đế vũ Đu Phương ăn những điều gì ngon hay là những món gì ngon đều chia sẻ với mọi người. Để cho những anh chị em bạn bè mình ở xa mình quen biết bé Don hay là chưa biết đó thì mình ghé mình ủng hộ bé Don vui vẻ. Ngon miệng ha, nha, nha. Mà thấy thèm luôn á trời. Mai mà ngày nào cũng ăn dĩa cho một ngày có thèm đó. Con nước ăn á, nước ăn ngọt lắm. Mẹ Bố Phương. Bố Phương. Một phần trăm là hai phần bệnh luôn nha. Ăn miếng gọi bây giờ anh bán á. Rồi, ơi, tối này ăn hết luôn cái gì? Ngon, ngon mẹ. Cảm ơn ơi, nhưng mọi người ủng hộ bé Don vui lắm. Mấy gì ngon, hai mẹ con mình cứ quảng cáo cho ủng hộ bé Don. Rồi ôi, dần đổ. Bố mẹ uống cho con dụng này qua bé Don ăn nha. Gỏi rơm thịt nè, rồi gỏi cuốn, bì cuốn, nhiều món lắm. Ngon. Mẹ ăn thịt chứ, ở dưới có thịt chứ. Dọn mẹ Phương hả? Mẹ không Phương á. Mẹ ăn nữa đi, ăn nữa coi. Ngon thấy mẹ ha. Ủa này có cái bao nhiêu loại vậy đó luôn không? Nếu mắm là ba mấy loại vậy? Lấy thứ loại, thứ cục thôi. Ok. Ủa đẳng kia nhiêu vậy em? Làm cho con gánh trăm gì kìa. Đấy rồi. Cái 100. Một hộp 100 mấy hộp? Gánh rồi. Trời ơi, nó một hộp 100. Nhưng mà mấy hộp á, nãy con dặn á. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mẹ hộp trăm lộn xộn. Cái gì vậy vậy? Uống đi vậy. Mẹ uống đi. Má ăn nói nhiều quá, sợ mất nước á. Uống vô đi mẹ uống đi. Để đi. Cái gì mà cứ chức hoài chờ từ từ má. Không biết ngày nào em mới được bán được con nửa không được nữa anh. Ừ. Không mà ngon thiệt, gỏi ngon thiệt. Giờ là sắp hết rồi đó, phải đo. Nhìn chị Phương ăn mà biết nó ngon không liền. Đúng rồi. Ăn mà cái cảm giác như là. Biết rồi, đang làm nè, biết Diễm đang làm. Không tiêu nữa. 120 rớt ngày 5.000 luôn. Của anh gì? Của anh mấy hộp? Xui gì? Hết chùi nổi rồi, ra kia cu đen tùm la hết chùi nổi. Chút nó bấm quẻ cho chị chạy một đám nè. Vui vẻ đi chị em mình cái gì cả 2, 4, 6, 7, 8, 9. Thôi im đi. Anh im đi. Miệng em quá trời. Hồi nãy có hai người nói vậy mà ỉa chảy 2 ngày đó. Hai nữa. Ngon ngon mà. Làm gì làm cho không quên nha nha. Không ngon, ba đang thèm nè. Mẹ lấy tiền không? Để nó ăn nó quảng cáo
tiền quá dùng cái chỗ lấy tiền không có đồ nữa nha, chút tôi lấy nữa mai ăn nữa. Ủa tôi cũng đang heo ngon quá. Đúng rồi, chợ bây giờ ăn đàng hoàng chứ. Đút vô lỗ mũi nó làm nồi. Thôi thôi chết rồi. Đút gì mà vô lỗ mũi ra lãng hậu vậy. Má ơi. Có đầy đủ mà. Đầy đủ đó, độ một vị qua. Cái đại canh, thiếu đại canh nhiều không? Đi ra nhén nó trước cho. Cái này của ai vậy? 50 đó, kêu nãy giờ 50 nãy giờ. Nghe không mẹ. Họ cho hư giãn đi, đừng có nói nữa, nhức đầu quá chứ bụ ơi. Thôi để ngoài. Để cây nè. Một phần rồi phố Mông Khánh. Gì em đo anh kia vậy? Cho diễn trăm lộn xộn nghe. Mọi người ơi, nhìn Thu Phương ăn là tụi biết cái vị nó ngon thế nào đó. Ăn cái miệng mà thấy hèm vậy. Địa chỉ giùm đi. Địa chỉ là 307 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4 nha mọi người. 307 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4. 307 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4. Ủa, nước mắm ngon lắm rồi. Hôm bữa qua ăn xong là đòi mua chai nước mắm. Tại vì thôi hôm nay hết gọi cuốn rồi, chứ mà đợi sao đem gọi cuốn ăn. Nước mắm rất là ngon nha gia đình. Thật sự luôn á. Chăm đủ hương lắm. Dễ hơn còn. Cho bạn em chăm lộn xộn nha. Là chăm đủ hương vậy. Được thì tụi em kêu không, tụi em lên trên kia ăn cũng được. Cái miệng quá giờ. Hấp đường quá ai. Nè, đường chăm nè. Chứ cho 5.000 lộn xộn đi. Hỏi này 100.000 lộn xộn đúng không? Ôm hung đó ai. Ủa dở quá, lộ ma quá. Lộ ma quá chú bụ ơi. Đi đi. Miệng quá trơn. Chị em mình nha. Hỏi chị em đi, mệt quá. Rồi có ăn chăm lộn xộn ở trên không nè, có ăn không? 50 chăm đó mà em Mỹ Dung á. Cái này chăm Mỹ Dung hả? Ừ. Của mày là gì? Chăm hàng lộn xộn. Trời ơi. Ai cũng thấy nha, mấy Trang bắp vũ em cũng thấy nha. Trang Hy bóp vú bỏ lại. Mẹ anh Khánh ơi. Thôi đừng có la tới nó luôn âm tầm quá Phượng ơi. Ừ im tiếng cho nó im cái miệng. Ờ cái gì mà sầm giống như chợ ghê á. Để giùm em chăm nha anh Khánh. Chào đại ca. Thôi đại ca nó thôi chết rồi. Để cho em chăm lộn xộn mà. Từ chưa đâu chăm rồi. Em là cosplay. Cho em chăm đầy đủ không? Được. Nhưng mà đừng có lấy dầu vô nha. Cái chua nhiều chút nha. Cái chua nhiều. Sao mẹ chưa về nữa? Em phải về luôn. Ủa mẹ chế à? Qua mới sáng mới cười của cô luôn á. Chắc mấy anh thấy mới đăng rồi. Rồi rồi, chăm lộn xộn. Đây, cảm ơn nha. Chăm lộn xộn này có ai không? 3, 4,